biết này con sẽ về, dù ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuẩn bị ba ngày, đến giờ vừa vô bếp phải nè. Biết này con sẽ về, nghe đừng lo mà chờ con nhé. Mãi con yêu bếp phải về là chỉ khi thấy con một tuổi chờ ở về. Rồi hết nhà con về.